Đi đưa tay dẫn với nó đi coi. Không phải làm gì nè, cho nó từ từ nó quen hơi cái màu chót lật dễ sợ. Nghe anh đi coi. Giỡn rồi kìa. Nó 25 pound là nó nhỏ cũng vừa vừa, nó không phải nhỏ xíu. Nhưng mà nó không phải bự tổ bố. Nên nó kêu bằng medium, ba nó là medium poodle. Bắt với anh đi đừng ở trụ nha, ở trụ. Đúng rồi đó, bữa hoài con. Nhất là cái chương chuyên con thúi á. Nó tưởng